Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự của KTV. Và thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, có những dấu hiệu cho thấy hoạt động của KTV trên kênh đang khai thác hiện nay có những dấu hiệu lại gặp những trở ngại. Mà theo phán đoán của chúng tôi, kênh chúng ta đang khai thác hiện nay có thể bị vô hiệu hóa trong một cái thời gian không xa. Đó là lý do chúng tôi đề nghị quý vị, những ai chưa đăng ký kênh KTV 3 và kênh KTV 5, xin quý vị khẩn trương đăng ký bằng cách quý vị vào trang chủ của kênh KTV đang khai thác hiện nay và bấm vào logo KTV 3 hoặc KTV 5, sẽ dẫn tới quý vị tới những cái kênh dự phòng. Sau đó quý vị bấm vào nút đăng ký và xin đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các thông báo mới nhất của chúng tôi. Điều đó sẽ giúp cho quý vị có thể theo dõi chương trình của KTV cách thường xuyên và liên tục. Đồng thời xin kính đề nghị quý vị đăng ký với trang Facebook Việt Thành KTV đã được phục hoạt động trở lại bằng cách quý vị bấm vào đường link ở dưới mỗi video và quý vị hãy bấm vào nút đăng ký theo dõi. Xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay ngày 30/6/2024, ngoài các tin tức liên quan tới tình hình kinh tế, chính trị xã hội, đặc biệt một cái bài phân tích liên quan tới các chính sách của chính phủ Phạm Minh Chính cũng như Vietnam Airlines dự kiến sẽ sử dụng máy bay dân dụng của Trung Quốc C-919 để khai thác thay cho Boeing và Airbus. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin các vụ xảy ra sự cố của loại máy bay vừa kể trong những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Vậy mà người ta không hiểu lý do gì ông Phạm Minh Chính lại dám liều lĩnh như vậy. Và như thường lệ, chúng ta bắt đầu bằng nội dung bản tin thời sự. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính được truyền thông nhà nước lan tải mới đây, 15.000 di tích trong cả nước gồm chùa chiền, cơ sở tín ngưỡng đã thu về 4.100 tỷ đồng tiền công đức trong năm 2023. Đây là số tiền thực thu của một nửa số lượng di tích hiện có trên cả nước mà thôi, bởi hiện Việt Nam có hơn 31.000 di tích. Bộ Tài chính đánh giá việc quản lý tiền công đức tài trợ tại các di tích đã và đang có sự chuyển biến tích cực theo hướng công khai, minh bạch kể từ khi Bộ Tài chính ban hành thông tư số 4 năm 2023. Tuy vậy, cũng theo bộ này, đa số báo cáo của địa phương cho rằng số liệu báo cáo thu chi tiền công đức tài trợ của các di tích, kể cả di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, mới chỉ phản ánh một phần chưa đầy đủ. Bà Phương Duyên, một Phật tử, nói với RFA nhận định của bà. Tiền đó quá lớn, nếu mà kêu gọi từ thiện và xây dựng trường học, xây dựng cầu, xây dựng đường đó, thì người dân không có bao giờ đóng góp đến một số tiền lớn như vậy. Tại vì người dân bị giống như là mê, nghĩ là khi mình cúng chùa đó thì mình sẽ được phước, được Phật chứng giám thì mình sẽ được phước nhiều hơn, được phước lớn hơn. Đức Phật không phải là thần thánh, Đức Phật là không có theo mê tín dị đoan, Đức Phật là nhân quả thôi. Những chùa ta làm ra thành Đức Phật là một vị thánh, thành ra là người dân bị u mê, người dân cứ nghĩ là Phật, Đức Phật là một vị thánh, Đức Phật có thể ban phước khi mà mình cúng như vậy. Không phải là mục tiêu của việc từ thiện, tại vì từ thiện là có nghĩa là xuất phát từ cái tấm lòng thương người của mình, là mình làm việc gì mình cũng không bao giờ mong cầu là cái việc đó sẽ trở lại với mình. Thật sự chính khi mà mấy vị thầy người ta đi tu thì trước tiên người ta đều nghĩ là người ta bỏ tham sân si, nhưng khi người ta vô chùa đó thì người ta được người dân lễ bái, người dân xưng tụng thì cái bản ngã của người ta lên cao, là cái tham của người ta bắt đầu trở lại. Thành ra người ta muốn thu nhiều tiền để người ta xây dựng chùa cho thiệt lớn, làm thành giống như một cái đế chế của mình. Đó là mục tiêu của một số chùa, nhưng mà trong đó là phải có cái sự bảo kê của chính quyền. Cũng trong năm 2023, trụ trì chùa Ba Vàng là Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã ký văn bản báo cáo về quản lý thu chi tiền công đức tới Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí. Văn bản cho thấy, trong hơn một tháng, kể từ ngày 19 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 4,
số tiền công đức tài trợ cho di tích hoạt động lễ hội của chùa Ba Vàng là hơn 4,1 tỷ đồng. Con số này không bao gồm tiền công đức tài trợ cho hoạt động tôn giáo, bởi theo lập luận của trụ trì chùa Ba Vàng thì tiền công đức tài trợ cho hoạt động tôn giáo là vấn đề nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không cần phải báo cáo. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từng nhận xét, vụ chùa Ba Vàng báo hiệu một chương rất đen tối của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi thấy là qua hiện tượng chùa Ba Vàng và một số những cái ngôi chùa khác ấy, thì thấy rằng là cái đạo Phật ở Việt Nam ấy là đang đến hồi mạt pháp và làm rối loạn tâm linh, rối loạn lòng người, và là một cái báo hiệu, một cái chương rất là đen tối của cái lịch sử Phật giáo Việt Nam. Cho đến bây giờ thì càng ngày cái lòng tin của con người ở trong cái cuộc sống hiện tại này thì nó không còn lòng tin nữa, và những cái vấn đề về băng hoại, về các cái giá trị truyền thống ấy, thì rạn nứt chưa bao giờ từng có như bây giờ. Vì vậy cho nên đây là những cái người dân, người ta không tìm được một cái sự an ủi và một cái niềm tin ở nơi trần thế, thì họ đi tìm kiếm một cái gì đấy ở trong tôn giáo. Và chính những cái người mà ở những cái ngôi chùa như vậy này, kết hợp với lại những cái quan chức cấp tỉnh và kết hợp với lại những đại gia, thì họ đã lợi dụng cái sự yếu đuối đó và cái sự mê lầm đó của dân chúng để mà họ trục lợi. Tiền cúng dường, tiền công đức bị nhiều người gọi là doanh thu của chùa, và chuyện tu hành bị coi là một nghề bởi số tiền kiếm được quá nhiều. Dư luận còn nhớ câu chuyện Đại Đức Thích Thanh Toàn ở chùa Nga Hoàng, Hoàng Tục, và xin giữ lại tài sản 300 tỷ đồng sau tai tiếng gạ tình phóng viên báo Phụ Nữ vào năm 2019. Đây là số tiền Đại Đức Thích Thanh Toàn có được chỉ sau 10 năm tu hành. Một người dân Sài Gòn nêu quan điểm của ông với RFA sáng 27 tháng 6. Các chữ công đức bây giờ không còn giữ nguyên nghĩa tốt đẹp từ ngàn xưa khi Đạo Phật được truyền vào Việt Nam, mà nó ngày càng biến tướng như một sự mua bán, cúng tiền càng nhiều thì càng tạo phước. Đây là một suy nghĩ tai hại cho phẩm giá làm người. Nó thui chột cái thiện tâm, nó không khác gì một món tiền hối lộ cả. Cúng cho nhiều vô thì được nhiều phước. Đây là một tội lỗi rất lớn của rất nhiều ông trụ trì, tác oai tác quái hàng chục năm qua. Họ đầu độc chúng sanh rất nặng. Tiền công đức đúng là chỉ dùng để tôn tạo, sửa chữa chùa, tạo những cảnh quan tôn nghiêm, an lành cho chúng sanh, chứ không phải dùng để làm những việc mà họ không thể báo cáo công khai minh bạch. Rất nhiều người khoác áo tu hành hiện nay, đầy hết từ tham sân si cho đến thất tình lục dục. Họ dùng cái đầu trọc và bộ áo nâu sòng với những lời đạo đức giả nhằm lừa gạt chúng sanh, chẳng khác gì bọn lừa đảo chuyên nghiệp. Số tiền hơn 4.000 tỷ đồng dưới góc độ xã hội Việt Nam hôm nay thì nó là một thứ doanh thu, là một sự mua bán những trò mê tín dị đoan. Người dân này nói thêm, số lượng đền, chùa, miếu mạo hiện nay quá lớn nhưng không chứng minh được người Việt Nam hôm nay có lòng nhân ái hoặc lòng từ bi. Nó tạo ra sự xung đột về lương tri làm người thông qua con số hàng chục ngàn đền chùa miếu mạo. Liên tục chương trình chúng tôi tới quý vị một cái vấn đề xã hội liên quan tới Phật giáo. Và thưa quý vị, trong những ngày qua mạng xã hội đã dậy sóng với cái hiện tượng của một người tu hành có tên Thích Trần Quang. Chúng tôi không gọi đây là một nhà sư hay một hòa tượng, mà chúng tôi gọi đây là một sàn tăng hay ma tăng. Đó là kẻ đã lợi dụng áo cà sa để kiếm trác tiền bạc và danh tiếng. Và thưa quý vị, người ta nói chiếc áo không làm nên thầy tu. Vậy mà Thích Trần Quang liên quan tới cái vụ bê bối về bằng tiến sĩ của Đại học Luật không dừng ở lại đó. Thích Trần Quang còn đang làm cái tiến sĩ bằng thứ hai tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội. Và điều đó nó đúng với xu hướng hiện nay. Người ta cho rằng cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Và tưởng rằng câu này chỉ đúng với cuộc sống ngoài xã hội. Người ta sẽ dùng rất nhiều tiền để mua quan, mua chức, và cũng rất nhiều tiền để mua lương tâm của những cái bậc mang danh là thầy.
Vậy mà thấy Trần Quang của cái kẻ ma tăng đã dùng tiền bạc, trong khi vốn dĩ giới tu hành là quay lưng với tham sân si. Người ta không hiểu lý do gì một nhà tu lại ham muốn những cái bằng tiến sĩ, giáo sư vân vân và vân vân. Và nhiều quý vị đã biết hiện tượng Thích Trường Quang là cái đề tài bàn luận sùng tụ nhất trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Liên quan tới mà tăng Thích Trường Quang có tục danh là Vương Tấn Việt, là sư trụ trì của chùa Thiền Tôn Phật Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, Thích Trường Quang đã từng gây sóng gió bằng những bài thuyết giảng sàng bậy, trái với đạo lý của đạo Phật. Và những hành vi trái đạo lý pháp lý tới mức nhiều vị thức giả trong nước gọi ông ta là một ma tăng, sàn tăng, đồng thời yêu cầu giáo hội Phật giáo Việt Nam phải trừng trị. Và thưa quý vị, các cái thông tin liên quan tới ông Vương Tấn Việt được cho là có huyết thống với ông Hồ Chí Minh, đây là một cái câu chuyện có thật. Tại sao lại nói như vậy? Vì sự xuất hiện của Thích Trường Quang cùng với ông Đông Đức Mạnh, con rơi của ông Hồ Chí Minh, hay lễ nhận bằng tiến sĩ, người ta thấy đại tá Nguyễn Tất Trung, con trai của ông Hồ Chí Minh, với bà Nông Thị Xuân cũng xuất hiện. Một cái điều đáng chú ý đó là chỉ biết rằng ông Vương Tấn Việt, tức Thích Trường Quang, sinh năm 1959 tới năm 1992, khi 33 tuổi, ông này về Lý Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu và xây một ngôi chùa có tên Thiền Tôn Phật Quang, trong khi đó không có bất kỳ một cái thông tin nào về tuổi thơ cũng như học vấn của ông Việt ra sao. Mà người ta thưa đồn đoán cho rằng ông Vương Tấn Việt thường tuyên bố là con của ông Vương Chí Nghĩa, được cho là anh em cùng cha khác mẹ ông Hồ Chí Minh. Ông Vương Tấn Việt là cháu gọi ông Hồ Chí Minh bằng bác ruột. Và thưa quý vị, trên mạng xã hội lưu truyền một cái bức ảnh bức bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa có tên Vương Tấn Việt do Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp tháng 7 năm 1989. Và nếu thông tin này đúng thì rõ ràng Vương Tấn Việt hay Thích Trường Quang đã tốt nghiệp cấp 3 tức hệ phổ thông trung học bổ túc văn hóa khi 30 tuổi, nghĩa là tuổi thơ không được học hành bài bản. Thông thường những người học bổ túc văn hóa thì rất khó có thể học tiếp đại học do trình độ kiến thức rất hạn chế, kém xa so với hệ trung học chính quy. Vậy mà Vương Tấn Việt đã tạo nên những cái kỳ tích khiến người ta kinh ngạc, đó là từ trình độ cấp 3 bổ túc văn hóa, chẳng biết bằng mấy con đường nào ông ta đã thi đỗ rồi học tốt nghiệp cử nhân bằng tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ từ năm 2001. Chưa hết, Vương Tấn Việt theo học ngành luật văn bằng 2, vừa học vừa làm ở Đại học Luật Hà Nội. Và tới năm 2019, ông này tốt nghiệp cử nhân luật theo loại giỏi. Và lập tức cuối năm đó, ông trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 25B Đại học Luật Hà Nội. Mặc dù khóa học này kéo dài 4 năm 2019-2023, đó là theo quy định một cái chương trình đào tạo tiến sĩ từ bậc cử nhân. Tuy nhiên trong giai đoạn đại dịch Covid-19, vậy mà ông Vương Tấn Việt đã xuất sắc hoàn thành chương trình và có bằng tiến sĩ chỉ trong vòng thời gian 2 năm 4 tháng. Và đến ngày 12 tháng 9 năm 2021, vào tâm dịch đại dịch Covid, ở đỉnh điểm, ông Vương Tấn Việt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Và thưa quý vị, khi những cái bê bối nổ ra thì bây giờ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo kiểm tra các cái văn bằng và hồ sơ của Vương Tấn Việt thì đến nay được biết đã bị thất lạc. Dư luận xã hội cho rằng có hai vấn đề tranh cãi xung quanh văn bằng tiến sĩ nữa. Mặt bằng tiến sĩ luật của Vương Tấn Việt hay Thích Trường Quang, một là thời gian học viết luận án tiến sĩ của ông Việt tại sao lại diễn ra thần tốc với tiêu tin đặc biệt chỉ trong vòng 2 năm 3 tháng, trong khi những quy trình thông thường đòi hỏi nghiên cứu sinh phải mất từ 4 tới 5 năm. Thậm chí những sinh viên có trình độ cao học
cũng phải mất ít nhất 3 năm để nghiên cứu học tập với một cái điều kiện làm việc cật lực. Tuy nhiên, một cái bằng tiến sĩ cấp tốc như kiểu Trích Trần Quang khiến cho công luận nghi ngờ, và thậm chí báo chí nhà nước cũng phải lên tiếng. Hàng loạt các tờ báo như Việt Nam Nát, Thành Trà, Công Thư đã đề cập tới cái vấn đề vừa kể. Đặc biệt báo Thanh Tra Việt Nam mới đây có một cái bài viết chiếc áo không làm nên thầy tù. Theo đó, dư luận đang rất cần cái thái độ cầu thị từ trường Đại học Luật Hà Nội và từ ông Vương Tấn Việt, tức Thích Trực Hoàng, về cái tấm bằng tiến sĩ luật mà ông này được cấp một cái siêu tốc. Một cái sự cầu thị trong trường hợp lấy bằng tiến sĩ siêu tốc trong cái thời gian vẹn vẹn 2 năm 3 tháng của ông Vương Tấn Việt. Một nhà sư trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, muốn tạo chính là cần phải có cái sự lắng nghe, tôn trọng ý kiến phản biện từ dư luận mà trường đại học luật phải có trách nhiệm trả lời. Trong đó, trên mạng xã hội, rất nhiều người đã trải qua những cái quy trình từ cử nhân trở thành tiến sĩ, kể cả những vị tiến sĩ hiện nay đang đứng trên bục giảng của Đại học Luật Hà Nội. Và đáng tiếc, trước rất nhiều những ý kiến cho rằng chưa bao giờ có nghiên cứu sinh nào học thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ mà hoàn thành trong thời gian 2 năm 3 tháng. Đó là chưa kể tới ông Vương Tấn Việt có trình độ bổ túc hoạt hóa khi tốt nghiệp cấp 3, rồi phải tới năm 59 tuổi, Vương Tấn Việt mới tốt nghiệp đại học, lấy được một cái bằng cử nhân tại chức. Trong khi những cái tiến sĩ thực thụ nhanh nhất cũng phải mất 4 năm, thậm chí 5 năm miệt mài nghiên cứu. Vậy trường đại học luật lại đưa ra những cái thông tin bao biện về lộ trình lấy bằng tiến sĩ của Vương Tấn Việt là những cái sự chối bày chối biến. Đồng thời gian đào tạo của học viên Vương Tấn Việt tức Thích Trần Quang kể từ khi được công nhận nghiên cứu sinh, đó là tháng 12 năm 2019, đến khi có quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ vào tháng 3 năm 2022. Tại sao trường đại học luật cho biết chỉ là cái thời gian 2 năm 3 tháng, vậy mà vẫn cho rằng tuân thủ các quy chế đào tạo tiến sĩ theo thông tư của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như quyết định của Đại học Luật Hà Nội. Trong khi đó, thông tin từ Đại học Luật Hà Nội cũng cho biết tháng 10 năm 2021, giữa đại dịch COVID-19, ông Vương Tấn Việt có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo, và đầu tháng 12 năm 2021, ông này đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường. Điều đó theo báo Thanh Tra có thể thấy đây là những thông tin mấu chốt của vấn đề và khiến cho dư luận tiếp tục nổi sóng trong những ngày qua. Phải chăng trường Đại học Luật Hà Nội đã mặc áo quá đầu thì đốt áo cấp bằng tiến sĩ cho một tu sĩ Phật giáo có tên Thích Trần Quang, làm người tu hành thương tọa Thích Trần Quang có cần thiết phải cầm trên tay một cái bằng tiến sĩ luật hay không? Theo đó, nhân gian có câu chiếc áo không làm nên thầy tu. Vậy một cái tấm bằng tiến sĩ luật có ý nghĩa gì đối với một nhà tu hành có tên Thích Trần Quang, vì chính ông này mới đây đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam áp dụng những biện pháp kỷ luật rất nghiêm khắc do bất tuân giới luật, rao giảng thuyết pháp trái với đạo hạnh, giáo lý, môn đồ của Phật tổ. Theo báo Thanh Tra, việc vội vã cấp bằng tiến sĩ cho nhà tu hành Phật giáo Thích Trần Quang của Đại học Luật Hà Nội vì là tài tiếng đối với trường đại học có tuổi đời gần 50 năm, và công luận không thể không đặt câu hỏi đã có bao nhiêu tấm bằng tiến sĩ được trường đại học luật cấp một cách siêu tốc như trường hợp của Thích Trần Quang. Và thưa quý vị, trong khi đó, trang thư viện Hoa Sen truyền đăng các cái sách báo về Phật giáo có cái bản tường trình tố cáo Thích Trần Quang đã lạm dụng tình dục một số ni sư, chi tiền để một số ni sư phải lén lút phá thai tại bệnh viện Từ Dũ. Những thông tin vừa kể chúng tôi không có điều kiện kiểm chứng, song sự kiện mà tăng Vương Tấn Việt lấy từ một tấm bằng tiến sĩ của trường Đại học Luật Hà Nội, đây làm cái hồi chuông cảnh tỉnh
cho một cái bản chất sụn đồi của nền giáo dục Việt Nam hiện nay và xa hơn, làm cái tình trạng bồi bài đạo đức luân lý trong xã hội Việt Nam hiện nay. Được biết sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, Vương Tấn Việt đã cho đăng toàn bộ luận văn lên trên trang web thiền tôn phật quang.com. Theo các chuyên gia đã từng mất thì giờ đọc cái luận văn này đều đưa ra những cái nhận định chung cho rằng tác giả đã phạm vào những sai lầm rất căn bản khi đặt nghĩa vụ làm cái điều kiện để con người hưởng thụ quyền, không phân biệt được giữa quyền tự nhiên căn bản và phổ quát, mà bất kỳ một cái người nào sinh ra cũng được quyền thụ hưởng với cái đặc quyền làm cái thứ quyền lợi được chính phủ của từng quốc gia chế định. Thậm chí đi xa hơn nữa, một số chuyên gia đã đánh giá luận án của Vương Tấn Việt chẳng qua là cái bản cóp nhặt những cái quan điểm để cho là sai lầm vớ vẩn, và không loại trừ đây là một loại của luận văn mà Thích Thiên Quang bỏ tiền ra thuê người ta viết do một cái lò luận án nào đó ở Hà Nội sản xuất, và cần có cái cuộc điều tra để xác định cụ thể. Vậy mà khi dư luận phản ứng về cái chuyện bằng cấp của Thích Thiên Quang thì Đại học Luật Hà Nội lại ra sức bảo vệ. Theo báo Việt Nam Net cho hay, trao đổi với báo Việt Nam Net ngày 24 tháng 6, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu trình Vương Tấn Việt, cho hay toàn bộ quá trình đào tạo công nhận trình độ tiến sĩ đối với ông này đều được hội đồng đánh giá cách nghiêm túc đầy đủ theo đúng quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, một cái vấn đề quan trọng hơn đó là xung quanh câu chuyện ông Vương Tấn Việt hay Thích Thiên Quang mua một cái bằng tiến sĩ bằng rất nhiều tiền, nó hé lộ phần nào các bức tranh giáo dục Việt Nam quá bi thảm, nơi bằng cấp giả được mua bán tràn lan và công khai. Và đó cũng là cái hiện tượng vì sao các quan chức lãnh đạo Việt Nam thường có rất nhiều các cái bằng cấp, kể cả lãnh đạo và những sự sái họ không có thời gian học tập, nhưng ai ai đều có những cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ, kinh tế, chính trị cấp cao. Điều đó giải thích cho chúng ta biết một lý do tại sao Việt Nam lại có một cái số lượng tiến sĩ nhiều nhất khu vực Đông Nam Á mà hoàn toàn không có bất kỳ một cái phát minh hay sáng chế nào để giúp ích cho đời sống và sự phát triển của đất nước. Công luận cho rằng bằng giả đã làm mất giá trị của bằng thật, biến công sức học hành của hàng triệu sinh viên trở thành lãng phí, và càng nhiều các sinh viên tốt nghiệp tầm bậc cử nhân cao học vậy mà vẫn phải đi chạy xe công nghệ để kiếm sống, trong khi cái bọn cầm bằng giả thì ngồi chiếm trệ ở các chức vụ béo bở và hưởng nhiều bổng lộc. Thậm chí Vương Tấn Việt, Thích Thiên Quang chỉ làm cái kẻ tu hành nhưng cũng theo một cái hành động như vậy để kiếm tiền. Ngoài ra, Vương Tấn Việt trở thành tiến sĩ luật một cách thần tốc không chỉ khiến cho dư luận xã hội hết sức mình bất bình về cái sự ứng xử bao che của Đại học Luật Hà Nội. Được biết, ngày 20 tháng 11 năm 2020, Thích Thiên Quang kỳ đó đã mở một cái tiệc tri ân các cái giáo sư, giảng viên của Đại học Luật Hà Nội trong ngày Nhà giáo Việt Nam giữa đại dịch Covid-19 ở đỉnh điểm. Vậy mà có tới hơn 1.000 người tới dự tiệc, và tại buổi lễ, Thích Thiên Quang đã tặng rất nhiều tiền và cho các cái cá nhân và Đại học Luật Hà Nội. Không chỉ vậy, người ta thấy các cái thầy cô của trường Đại học Luật đã gửi trước mặt Vương Tấn Việt cùng kính dâng hoa dâng bánh cho ông này. Trên mạng xã hội không ai không nổi giận khi nhìn thấy những cái cảnh quá sức gai mắt, và chưa bao giờ văn hóa đạo đức của Việt Nam lại suy đồi tới từng mức với trường đại học nổi tiếng là Đại học Luật Hà Nội. Cấp bằng giả, hay nói đúng là bán bằng tiến sĩ cho Thích Thiên Quang. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, kể cả viện Thích Thiên Quang đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức Phật giáo Quốc doanh, cấm thuyết giảng. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước đã lập tức nhận được những cái chỉ thị không được đăng các bài bất lợi cho Thích Thiên Quang.
và đồng thời bị gỡ bỏ theo chỉ thị từ cấp trên. Đó là lý do công luận cho rằng từ cái trường hợp của Vương Tấn Việt hay Thích Trần Quang không loại trừ một cái khả năng chính quyền Việt Nam dùng dưỡng cho các cái ma tăng, thậm chí họ cung cấp tiền bạc cho bọn này để trang bị bằng cấp sử dụng làm công cụ lung lạc thế hệ trẻ và phá nát một nền tảng tinh thần đạo đức xã hội, đặc biệt giáo lý của Phật giáo chính thống. Và thưa quý vị, mới nhất Quốc hội Việt Nam đã thông qua một cái luật cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế. Đây được đánh giá là một biểu hiện nữa trong sự lạm quyền của Chủ tịch nước Tô Lâm với cái mục đích để hành dân. Và như chúng tôi đã cảnh báo với quý vị, sự lạm quyền của ông Tô Lâm để tăng quyền lực cho ngành công an làm cái điều rất nguy hiểm. Và trong những cái năm gần đây, dư luận xã hội hết sức bức xúc một tình trạng có nhiều biểu hiện cho thấy một cái sự hồng lộng hành của Bộ Công an, một cái sự lộng hành của Bộ Công an dưới thời Bộ trưởng ông Tô Lâm trước đây, và đến nay ông Tô Lâm là Chủ tịch nước vẫn như vậy. Và mới nhất Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua một cái luật gây tranh cãi, đó là cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe. Đây là một cái chính sách mà dư luận xã hội Việt Nam, kể cả các cái đại biểu Quốc hội cũng không đồng tình. Truyền thông nhà nước đưa tin ngày 27 tháng 6, Quốc hội đã chốt cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với tài xế. Theo đó, sáng ngày 27 tháng 6 năm 2024, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua một cái luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với 388 trên tổng số 450 đại biểu Quốc hội có mặt, biểu quyết tán thành, chỉ chiếm 79,84% tổng số đại biểu Quốc hội, trong đó có 32 đại biểu không tán thành, 30 đại biểu không tham gia biểu quyết. Vì một số không nhỏ các đại biểu Quốc hội có mặt tại nghị trường đã biểu quyết không tán thành cũng như không biểu quyết thông qua một cái luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sửa đổi, trong đó cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Đây là cái sự bất thường trái với thông lệ, Quốc hội Việt Nam chỉ là một cơ quan của các nghị gật mà thôi. Một cái điểm đáng chú ý, bất kể trước đó, trước khi biểu quyết, Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội đã điều đó, đây là cái chính sách chỉ là sự tiếp nối các cái quy định trong Bộ Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 và luật về phòng tránh tác hại của rượu bia. Chiến dịch cấm lái xe uống rượu tại Việt Nam được biết bắt đầu từ năm 2020 theo Nghị định 100 quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe tham gia giao thông. Theo giới quan sát, biện pháp vừa kể đã gây ra tranh cãi, dẫn tới cái việc tiêu thụ rượu bia giảm hẳn dưới mức hai con số vào năm 2023 và đang tiếp tục giảm ở một cái mức trung bình một con số từ đầu năm cho tới nay. Cụ thể, truyền thông nhà nước đã xác nhận cho biết hãng bia xe bạch, hãng bia Sabeco với một nhà máy bia lớn nhất Việt Nam báo cáo hài lòng trong năm 2023, họ đã giảm 21% lợi nhuận, chỉ còn 4.120.000 tỷ so với năm trước. Và công ty bia Heineken Việt Nam đã phải đóng cửa một cái nhà máy ở Quảng Nam, mà một trong những lý do được cho là vì tác động của Nghị định 100 cấm tuyệt đối nồng độ cồn. Việc chính quyền Việt Nam lúc ban đầu đưa ra chính sách cấm người lái xe có hơi men, tức sử dụng bia rượu, đã được công luận đa số đồng tình. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý quyết liệt đối với các trường hợp điều khiển phương tiện trong tâm trạng say xỉn. Nhưng lúc đó, quy định của luật giao thông đường bộ không cấm tuyệt đối nồng độ cồn 0%. Tuy nhiên, sau khi một cái dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đưa ra một cái yêu cầu cấm tuyệt đối uống bia rượu khi lái xe, được đưa vào luật,
cụ thể cấm tuyệt đối với những cái người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong máu hay hơi thở có nồng độ cồn. Nhưng vào cái thời điểm trước khi luật được ban hành, các cái đại biểu quốc hội cũng như công luận ở Việt Nam vẫn có nhiều ý kiến trái chiều không thống nhất. Tới ngày 11 tháng 6 năm 2024, tại phiên họp lần thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại thông qua một cái đề xuất của Bộ Công an khiến cho dư luận xã hội bất bình, đó là lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. Dù rằng đề xuất này đã được chính phủ trình Quốc hội tháng 3 năm 2024 và đã bị Quốc hội dưới thời ông Vương Đình Huệ bác bỏ. Sau đó đến ngày 22 tháng 5, sau khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước, thì không hiểu lý do gì, ông Phạm Minh Chính lại tái đề xuất đưa nội dung vừa kể trở lại trong dự thảo để trình Quốc hội thông qua. Một cái điều đáng lưu ý đó là luật này được thông qua rất mau chóng. Đó là lý do công luận thấy rằng việc Quốc hội thông qua cho phép Bộ Công an được hưởng mức 70% tiền phạt, tức là nhà nước đã mặc nhiên cổ vũ và khích lệ việc xử phạt, đó là cái hành vi coi người dân là con bò sữa để lực lượng cảnh sát giao thông tha hồ bắt. Đồng thời công luận cũng yêu cầu Bộ Công an cần phải chấm dứt các hành động kiểm tra thông qua chính sách bằng pháp luật. Theo đó có những ý kiến cho rằng Chủ tịch nước Tô Lâm hãy chỉ đạo Bộ Công an hãy dành thời gian và nhân lực tham gia kiểm kê tài sản của các cơ quan chức nhà nước. Nếu như làm quyết liệt như kiểm tra nồng độ cồn thì người dân hết sức ủng hộ. Vẫn liên quan tới chính trường Việt Nam, theo giới phân tích, với sức khỏe hiện nay liên quan tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vấn đề rời khỏi chức vụ Tổng Bí thư chỉ là cái vấn đề thời gian. Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra làm con mãnh thu già và đang thoi thóp những cái thời tàn cuối cùng để chờ ngày bị thay thế, và có lẽ ông Tô Lâm không cần phải hạ bệ Nguyễn Phú Trọng để cướp ngôi, mà chỉ ngồi chờ tạo hóa đưa Nguyễn Phú Trọng sang một thế giới khác để ông Tô Lâm có thể ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư, bởi lý do ông Tô Lâm nghĩ rằng nếu ra tay với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc này, bởi công luận thấy rằng nếu ông Tô Lâm ra tay với ông Nguyễn Phú Trọng lúc này là cái điều quá bất nhẫn và gây phản ứng không tốt của công luận. Trong quá khứ khi mới loại đưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để ông Nguyễn Phú Trọng trở thành cái thế lực mạnh nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã thiết lập hàng loạt các cái cơ chế chọn lọc một cái đám thuộc hạ quanh ông để duy trì sức mạnh. Và mục đích của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đưa mọi quan chức vào cái vùng máy và quay theo quỹ đạo của Tổng Bí thư. Và ý đồ vừa kể, ông Trọng đã rất thành công và cái bộ máy của ông Trọng hoạt động rất trơn tru trong cái thời gian 8 năm. Ông Nguyễn Phú Trọng xây dựng được một cái bộ máy riêng nuôi một cái đám đồ đệ, trong đó phải kể tới phe Nghệ Tĩnh của Vương Đình Huệ. Theo đó, Vương Đình Huệ là cái người gần gũi nhất, được ông Trọng lựa chọn thăng tiến theo đúng cái lộ trình mà ông Nguyễn Phú Trọng từng đi lên, đó là qua Bí thư Thành ủy Hà Nội lên Chủ tịch Quốc hội và cuối cùng sẽ ngồi ghế Tổng Bí thư. Mọi việc diễn ra bình thường với một cái bộ máy được chỉnh sửa chỉnh chu và một cái lộ trình rất tốt cho Vương Đình Huệ, cho tới khi Tô Lâm tạo phản. Kể từ khi ông Tô Lâm tạo phản, bộ máy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thoát và gần như tê liệt. Dù rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cố vá cứu bằng cách đưa các tướng quân đội lên án ngữ ban bí thư, đồng thời tăng cường thêm 4 viên bộ chính trị là người của ông Trọng, nhưng ban bí thư đến nay vẫn không thể hoạt động bình thường như trước đây. Gần đây ban bí thư Trung ương đã trở nên rối loạn tình hình khi ban kiểm tra Trung ương lại tấn công vào ban nội chính Trung ương, và sắp tới đây rất có thể ban bí thư sẽ tự xử lý bản thân mình, tức là tự loại bỏ Trần Cẩm Tú
mà không cần các cái thế lực bên ngoài thọc tay vào. Trong lúc ông Nguyễn Phú Trọng đã gần đất xa trời, nguồn máy đốt lọt tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là ban nội chính trung ương rất có vấn đề mới nhất Nguyễn Văn Hiền cấp phó của Phan Đình Trạc đã bị đưa vào lò. Và chắc chắn trong những ngày tới đây sẽ tới lượt Phan Đình Trạc. Một cái câu hỏi đặt ra, tại sao một cái bộ máy vận hành trần trùng suốt 8 năm lại trở nên rối loạn như vậy? Phải chăng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng nền tảng quyền lực của mình không bền vững? Theo giới quan sát, nhìn bề ngoài bộ máy đốt lọt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vẻ vận hành tốt, nhưng bên trong có rất nhiều những cái điều không đạt chất lượng. Và cái nọ của ông Tổng tạo nên dựa trên quyền lực cá nhân chứ không phải dựa trên luật pháp và điều lệ đảng. Đó là lý do ông Nguyễn Phú Trọng đã tự cho mình những cái biệt đãi ngoài quy định của pháp luật và điều lệ đảng, coi đó làm cái tiền lệ. Và chính tiền lệ đó đã làm cho ban bí thư tự đánh nhau như ngày hôm nay. Trong khi đó, ông Tô Lâm trước và sau khi trở thành chủ tịch nước đang củng cố quyền lực, dọn dẹp mọi rào cản để có thể gây những cái khó khăn cho nhóm Hưng Yên của ông ta. Những cái tay chân của Tổng Bí thư trong ban bí thư là những cái đối tượng tiếp theo đây ông Tô Lâm sẽ nhắm đến. Nguyễn Phú Trọng đang ngầm ban phát các đặc quyền cho phép ông Tô Lâm trước đây không cần tuân thủ luật pháp để có thể thực hiện những cái điều theo ý chí của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì đến nay gieo gió phải gặt bão và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải trả giá cho cái thói vô luân vô pháp của bản thân mình. Ông Tô Lâm đã lạm quyền sử dụng những cái đặc quyền mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng ban cho để đánh tan tác những cái thế lực tay chân của Nguyễn Phú Trọng gây dựng. Trong Trung ương Đảng, Bộ Chính trị là cái nhóm có quyền lực cao nhất, tiếp theo là Ban Bí thư. Tuy nhiên Bộ Chính trị đã bị ông Tô Lâm xỏ mũi trong việc buộc phải chấp nhận cho Lương Tam Quang, một ủy viên Trung ương, ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, thì rõ ràng Ban Bí thư khó có thể chống lại được ông Tô Lâm và phe cánh. Đặc biệt sau khi ông Nguyễn Phú Trọng ở một cái điều kiện sức khỏe rất yếu, nhóm nhân sự của Ban Bí thư có thể ra nắm và thay vào đó là những nhân sự của ông Tô Lâm sắp đặt. Theo đó, ông Tô Lâm trong cái thời lai không xa sẽ thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bộ máy đảng cũng như nhà nước sẽ thay đổi luật chơi. Đó là luật, luật là Tô Lâm, Tô Lâm là luật. Những cái điều vừa kể đang hiển hiện hàng ngày, hàng giờ và trong cái thời gian tới đây sẽ có rất nhiều những cái thay đổi đáng quan tâm. Cái bài phân tích của hai chuyên gia nước ngoài đã đưa ra các cái cảnh báo về sự thăng tiến của ông Tô Lâm, đương kim chủ tịch nước Việt Nam. Theo đó, giới phân tích đã chỉ ra những cái vấn đề cho rằng ông Tô Lâm biết rất rõ việc thanh trừng phe Nghệ An hiện nay làm cái điều mà ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng. Song vì một cái mục tiêu đào tận gốc, chốc tận rễ một cái hệ thống trần rết quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên ông Tô Lâm đã bất chấp tất cả, và ông Tô Lâm không cẩn thận sẽ bị ban lãnh đạo Bắc Kinh ủng hộ cho phe Điện Tính quay trở lại nắm quyền. Đó là lý do tại sao người ta cho rằng ông Tô Lâm quyết định trừng phạt về Nghệ Tính hiện nay, đó là ông Tô Lâm đang tự bắn vào chân của mình. Tại sao lại nói như vậy? Và thưa quý vị, trong hai bài bình luận riêng rẽ mới đây, một cựu nhà ngoại giao Việt Nam viết trên diễn đàn phương Đông của châu Á đã cho rằng ông Tô Lâm, chủ tịch nước Việt Nam, đang tận dụng đưa cái cuộc chiến chống tham nhũng để thăng tiến. Thậm chí ông Tô Lâm có cái cơ hội trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái thời gian trước mắt. Trong khi đó, giám đốc của Tổ chức Nhân quyền Thế giới Human Rights Watch đã đưa ra các cái cảnh báo cho rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam sẽ trở nên xấu thêm khi ông Tô Lâm nắm chắc quyền lực hơn. Trở lại một cái bài bình luận trên trang diễn đàn Đông Á, có trụ sở ở Australia đã đăng một cái bài bình luận với nhan đề
sự thăng tiến đầy tham vọng của ông Tô Lâm ở Việt Nam. Đây là cái bài viết của nhà ngoại giao, một cái nhà chuyên gia chính trị, hiểu biết về Việt Nam, một cái tác giả quen thuộc với KTV, đó là ông David Brown. Bài viết được đăng tải ngày 21 tháng 6. Theo đó, ông David Brown, một cái nghiên cứu ngoại giao công tác với Việt Nam, có một kinh nghiệm bề dày về Đông Nam Á, đặc biệt đối với vấn đề Việt Nam. Trong một cái bài bình luận mới nhất đã nhận định cho rằng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đã nắm 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, làm cái điều chưa từng có trong tiền lệ, và nhiều khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu khi Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 14 vào đầu năm 2026. Theo tác giả, dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công cuộc chống tham nhũng mà người ta gọi là công cuộc đốt lò, trong đó có 17.000 trường hợp, đó là các cái cán bộ đảng viên tham nhũng hay lạm dụng chức vụ quyền hạn đã bị kỷ luật trong giai đoạn từ năm 2016 cho tới tháng 6 năm 2022. Theo tác giả David Brown, chiến dịch này đã bị cấp dưới của ông Nguyễn Phú Trọng, đó là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, này là chủ tịch nước, biến thành một cái vũ khí và bể cổng luật lệ để tiêu diệt các đối thủ của cá nhân ông ta, và dường như để phục vụ cho mục tiêu ông Tô Lâm sẽ là cái nhân vật kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây từng có 18 ủy viên Bộ Chính trị, bao gồm cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Nhưng từ đầu Đại hội 13 cho tới nay đã có 7 ủy viên Bộ Chính trị, tức là gần một nửa số ủy viên Bộ Chính trị hiện nay đã bị loại. Theo đó, các nhân vật đó là Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước nguyên Thủ tướng Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội. Đây là một trong các nhân vật được ông Nguyễn Phú Trọng hết sức quý mến, ủng hộ, kể cả bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư. Thưa quý vị, ở chỗ này có lẽ tác giả David Brown nhầm. Ông Vũ Đức Đàm chỉ là ủy viên Trung ương, Phó Thủ tướng, chứ không phải ủy viên Bộ Chính trị. Và với những cái diễn biến đó, theo ông David Brown viết, ông Nguyễn Phú Trọng đang gặp khó khăn trong việc tìm người kế nhiệm xứng đáng, và giờ đây mọi sự chú ý dồn vào ông Tô Lâm, từng là cựu Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2016. Một cái người ông Trọng bây giờ đã chuyển lòng. Ông Tô Lâm là cái người đã và đang hưởng lợi từ việc triệt hạ các đối thủ là tay chân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đua đến chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Và dưới góc nhìn của mình, theo David Brown cho rằng ông Tô Lâm có một cái đặc quyền, đó là quyền tiếp cận các cái hồ sơ bí mật mà công an cung cấp hay thu thập về các cái tội lỗi, khuyết điểm của các cái quan chức lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, và từ đó làm cho các cái đối thủ biết sợ thì phải bỏ cuộc. Mặc dù như vậy, theo David Brown vẫn còn có một người cạnh tranh với ông Tô Lâm hiện nay về chức lãnh đạo đảng, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính, một cái người khác có khả năng xa xôi và có thể bất ngờ trở thành đối thủ của ông Tô Lâm, đó là Đại tướng Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Theo đó, hiện nay nắm chức Chủ tịch nước, dù được cho là không có nhiều thực quyền, nhưng ông Tô Lâm vẫn là một cái đối thủ đáng ngờ trong đảng cho chức Tổng Bí thư. Theo David Brown nhận xét và cho rằng, hiển nhiên một cái phần lớn tình hình tùy thuộc vào việc ông Tô Lâm có tiếp tục chỉ huy được sự trung thành của các quan chức cấp cao ở Bộ Công an cho tới Đại hội 14 hay không. Và vào tháng 6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, một cái đàn em thân cận của ông Tô Lâm, được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an thay cho Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Quang từng là Thứ trưởng Thường trực dưới quyền của ông Tô Lâm kể từ năm 2019, và việc ông Quang được thăng chức Bộ trưởng Bộ Công an, theo giới phân tích, được xem là vẫn đảm bảo cho ông Tô Lâm có một cái ảnh hưởng đáng kể đối với Bộ Công an
nơi ông làm cái lãnh đạo hơn 8 năm. Theo để biết bờ rào, nhận định rằng ông Tô Lâm đã loại bỏ các đối thủ bằng bộ máy an ninh trong tay, cộng với việc thăng tiến lên chức chủ tịch nước đã đặt Tô Lâm vào cái vị trí vững chắc trong cuộc đua đến chức vụ lãnh đạo cao nhất trong đảng. Theo đó có thể là ông Nguyễn Phú Trọng chưa có được với người kế nhiệm chính thức, nhưng không thể phủ nhận một cái thảm vọng của ông Tô Lâm. Ở một cái góc nhìn khác, một cái nhân vật giám đốc tổ chức nhân quyền châu Á Human Rights Watch Asia có trụ sở tại Hoa Kỳ, bà Eileen Peterson đã đăng một cái bài trên trang Ontachira ngày 19 tháng 6 nhận định sự thăng tiến của ông Tô Lâm là những cái chỉ dấu rất xấu về một cái nạn chấn áp của chính quyền Việt Nam đối với các nhà hoạt động và các cái tổ chức xã hội dân sự, và việc chính quyền không dùng thứ những sự chỉ trích và thù địch với chính quyền dân sự chính trị cơ bản. Vẫn theo bà Pearson, điểm lại các chuỗi vụ bắt bớ chấn áp sanh nhiễu các nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, lực lượng nhà báo tự do, các luật sư và các nhân vật đối lập trong nhiều năm trải dài, kể từ năm 2016 cho đến nay khi ông Tô Lâm đứng đầu Bộ Công an. Tác giả viết dưới thời của ông Tô Lâm, cơ quan an ninh đầy quyền lực của Việt Nam gần như đã xóa sổ sạch sẽ phong trào nhiệt quyền non trẻ của đất nước này. Các nhân viên an ninh đã bắt giữ hầu như tất cả những ai cố gắng thúc đẩy một cái nền dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Kết luận bài viết, tác giả bà Pearson nhắn nhủ, giờ đây trên cương vị nguyên thủ quốc gia, ông Tô Lâm sẽ liên tục tiếp nhiều phái đoàn quốc tế trong các cái dịp nghỉ lễ chính thức và đàm phán ngoại giao. Và khi các lãnh đạo nước ngoài bắt tay ông ấy, chớ quên rằng trên một cái con đường đi lên nắm quyền lực của ông Tô Lâm, Tô Lâm đã để lại phía sau rất nhiều những cái sự tàn phá đối với xã hội Việt Nam và cả những cái tổn hại mà Tô Lâm gây nên đối với tình trạng nhân quyền rất thê thảm ở Việt Nam hiện nay. Theo Reuters, họ cố gắng liên lạc với văn phòng chủ tịch nước để tìm hiểu những phản ứng của họ về hai bài bình luận kể trên, nhưng không có sự hồi đáp. Và trong nhiều dịp khác nhau, các lãnh đạo Việt Nam cũng như Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn luôn bác bỏ những cái chỉ trích từ giới báo chí và lãnh đạo chính trị của phương Tây, đặc biệt những cái tổ chức nhân quyền quốc tế về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam thường xuyên khẳng định họ tôn trọng, đảm bảo và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của công dân được nêu cụ thể trong Hiến pháp Việt Nam, và họ khẳng định phù hợp với các cái công ước quốc tế. Trở lại vấn đề cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay với hai nhân vật, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm. Tuy nhiên, những cái hành động của ông Tô Lâm chia thả về nghệ tính hiện nay được đánh giá đó là những cái hành động tự bắn vào chân mình. Theo giới quan sát cho rằng kể từ sau hội nghị Thành Đô năm 1990 về việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, thì một cái cầu thành ngữ Bắc Kinh đổ mưa thì ở Hà Nội người ta dương ngô. Và điều đó đã phản ánh rất rõ một cái sự phụ thuộc của ban lãnh đạo Ba Đình đối với nhà cầm quyền Trung Nam Hải. Theo đó, nhất cử nhất động của các lãnh đạo Việt Nam bắt buộc phải tuân theo các chỉ thị từ Bắc Kinh, và ngược lại, bất kỳ những ai trái ý với lãnh đạo Trung Quốc đều nhận một cái kết cục bi thảm. Mà ông Đình là thằng ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm cái ví dụ. Sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam vừa kết thúc, theo truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 22 tháng 6 đưa tin cho hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp sang thăm Trung Quốc. Bản tin cho biết, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tới thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc để tham dự một cái hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ ngày 24 tới 27 tháng 6 để làm cái hội nghị nghị tụ 1.500 các lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia trên thế giới và các tập đoàn kinh tế hàng đầu. Theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Cường,
Đáng chú ý, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 3 của Thủ tướng Việt Nam trong vòng 1 năm. Và người ta không biết ông Phạm Minh Chính có cơ hội để yết kiến với Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình hay không. Trong khi đó, trái với những cái đồn đoán từ giới thạo tin, trận chiến quyền lực giữa các cái lãnh đạo cấp cao Việt Nam không hề dừng lại. Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ Công an vẫn tiếp tục xử lý, thanh trừng các cái lãnh đạo cấp cao, đặc biệt các cái nhân sự lãnh đạo thuộc phe Nghệ Tĩnh, một cái bệ phóng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí ngày 11 tháng 6 năm 2024, có những chỉ dấu khác biệt. Đó là trong buổi tiếp đại sứ Trung Quốc ông Hùng Ba, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phản đối, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh phải chấm dứt việc cho tàu khảo sát địa chất Hải Dương 26, chấm dứt việc gây rối ở khu vực biển Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Sau đó người ta mới biết rằng Trung Quốc đưa tàu khảo sát này vào quấy rối theo đề nghị của ban lãnh đạo Nghệ An. Theo các nguồn tin chưa kiểm chứng tiết lộ cho hay, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ viếng thăm Hoa Kỳ vào giữa tháng 7 tới đây. Dù rằng việc ông Tô Lâm theo thông lệ phải thăm Bắc Kinh làm cái thủ tục bắt buộc trong chuyến thăm đầu tiên ra nước ngoài trên cương vị chủ tịch nước, do đó việc ông Tô Lâm quyết định đi công du Hoa Kỳ trước khi sang chầu Bắc Kinh, đây là cái chỉ dấu hết sức bất bình thường. Hai nhân vật hàng đầu đang chạy đua vào cái ghế Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng để lại, đó là Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là hai nhân sự được đánh giá có cái khả năng cao nhất để trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội 14 tới đây. Theo giới phân tích quốc tế, Chủ tịch nước Tô Lâm là một cái người có khả năng cao nhất leo lên chiếc ghế Tổng Bí thư thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng. Theo giáo sư Zacharia Bouja, cho rằng việc ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái điều có khả năng rất cao. Nhưng cũng có các cái ý kiến cho rằng dù có những cái đồn đoán cho rằng ông Tô Lâm đã được ban lãnh đạo Bắc Kinh chấm sẵn, nhưng giới phân tích vẫn đánh giá Chủ tịch nước Tô Lâm nếu có chiến thắng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là cái điều không dễ dàng. Giáo sư Kho Thầy Giờ, một cái nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, đưa ra những nhận xét cho rằng ông Tô Lâm là một cái nhân vật gây tranh cãi ở trong đảng. Việc ông Tô Lâm nhận được một số phiếu tín nhiệm trong cuộc bỏ phiếu đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn cuối năm 2023. Ông Tô Lâm là một cái nhân vật có số phiếu tín nhiệm cao khá thấp và số tín nhiệm thấp cao nhất trong 6 ủy viên Bộ Chính trị, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn ưu tiên một cái điều quan trọng, đó là sự đồng thuận trong nội bộ. Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn xuất thân từ Thứ trưởng Bộ Công an và cũng là đệ tử của cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng, tương tự như ông Tô Lâm. Nhưng trái ngược với ông Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính lại nhận được cái sự ủng hộ cao của tập thể lãnh đạo Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, điều mà theo giáo sư Kho Thầy Trừ cho biết, trước đây tại Hội nghị Trung ương 7, thì ông Nguyễn Phạm Minh Chính đối mặt với những cái cáo buộc liên quan tới bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhưng ông Phạm Minh Chính được đa số các cái thành viên Bộ Chính trị không tán thành việc đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Minh Chính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trở lại một cái vấn đề liên quan tới việc Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ Công an vẫn tiến hành một cái cuộc đảo thành đối với các cái nhân vật lãnh đạo của phe Nghệ Tĩnh, đó là Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc hay Trần Hồng Hà. Theo giới tạo tin, đây là những sai lầm chết người của Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ Công an khi họ cố gắng trái lệnh thiên triều. Nhưng đây là những cái điều ông Tô Lâm đã biết rất rõ. Còn vì một cái mục tiêu đào tận gốc, chốc tận rễ một hệ thống chân rết quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên ông Tô Lâm bất chấp tất cả. Tuy nhiên ông Tô Lâm được quyền, ông có một cái điểm yếu trầm trọng, đó là việc tập đoàn Xuân Cầu Holding của em trai ông Tô Lâm là ông Tô Dũng làm cái tập đoàn kinh tế rất lớn mạnh với tài sản nhiều tỷ đô la.
mà chủ yếu dựa vào quyền lực và các cái mối quan hệ của ông Tô Lâm, thời làm Bộ trưởng Bộ Công an, trong lúc tập đoàn Xuân Cầu có những cái đồn đoán cho rằng đang bị Bộ Quốc phòng điều tra về ứng với thường vụ đất đai ở khu vực đài phát thanh Mễ Trì ở trung tâm thủ đô Hà Nội, nơi mà ông Tô Dũng đang xây dựng đầu tư những cái công trình rất lớn. Mà nếu tin đồn này là chính xác thì một cái khả năng rất cao ban lãnh đạo Bắc Kinh có thể tiếp tay cho phe Nghệ Tĩnh để liên kết với tướng lĩnh Bộ Quốc phòng lật lại hồ sơ tập đoàn Xuân Cầu Holding, thì Tô Lâm khó có thể thoát tội. Đó là lý do giới phân tích cho rằng ông Tô Lâm có ngự trên ghế chủ tịch nước với những cái hành động như hiện nay khó có thể được bồi lâu. Chúng ta hãy chờ xem. Trong bản tin nội chính ngày hôm nay, chúng tôi đề cập với quý vị một cái chủ đề: Vietnam Airlines dự định mua máy bay Trung Quốc về thay thế cho những cái máy bay thiếu hụt hiện nay, trong khi dư luận xã hội bất bình và cho rằng các cái đồ gia dụng made in China bị hỏng thì có thể bỏ đi, chứ máy bay Trung Quốc mà trục trặc chắc chắn hành khách sẽ bỏ mạng. Vậy mà không hiểu lý do gì Vietnam Airlines cũng như Thủ tướng Phạm Minh Chính lại có những cái hoạt động tiếp xúc với Trung Quốc một cách rất tích cực, và điều đó liên quan gì tới cái chuyến thăm của ông Phạm Minh Chính tới Trung Quốc để dự một cái hội nghị thượng đỉnh tại Đại Liên hay không, trong khi các lãnh đạo Việt Nam hầu như không có các hoạt động ở nước ngoài. Không có các hoạt động ở nước ngoài thì trong thời gian gần đây Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính đã liên tiếp đi thăm các quốc gia. Và thưa quý vị, sau khi tiếp Tổng thống Nga Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30 tháng 6, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam, đã lên đường thăm Hàn Quốc chỉ vài ngày sau khi có những cái chuyến công du và gặp gỡ đối với các lãnh đạo của các cường quốc. Chuyến thăm Hàn Quốc của ông Phạm Minh Chính được báo chí Việt Nam cho rằng nhằm biểu thị một cái sự coi trọng của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đối với Hàn Quốc. Theo đó, trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ trao đổi với các cái lãnh đạo Nam Hàn về các cái vấn đề chiến lược an ninh quốc phòng, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân và hợp tác trên diễn đàn đa phương. Bên cạnh đó, lịch trình của Thủ tướng Phạm Minh Chính bao gồm việc tiếp xúc tham dự 3 diễn đàn về doanh nghiệp xúc tiến du lịch hợp tác văn hóa lao động Việt Nam-Hàn Quốc, tọa đàm với lãnh đạo các tổ chức kinh tế, với các nhà trí thức giới khoa học Hàn Quốc, tiếp đại diện một số tập đoàn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Theo ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc lên đến 100 tỷ đô la và hướng tới một cái mục tiêu tới năm 2030 lên tới 150 tỷ đô la theo hướng cân bằng và bền vững. Năm 2023, được biết kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc ở mức độ 80 tỷ đô la, trong lúc Hàn Quốc được Việt Nam coi là một đối tác lớn trong hợp tác phát triển ODA, đặc biệt lĩnh vực du lịch và lao động. Theo giới quan sát cho rằng chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy lãnh đạo Hà Nội tiếp tục một cái chủ trương ngoại giao cây tre sau khi bị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chỉ trích trong việc tiếp đón đối với Tổng thống Nga Putin. Một kinh nghiệm đáng chú ý đó là trong số các quan chức tứ trụ Việt Nam hiện nay, chỉ có ông Phạm Minh Chính là có điều kiện đi ra nước ngoài công tác, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng với lý do sức khỏe không thể đi xa. Được biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp Tổng thống Nga Putin phải ở một tư thế ngồi ngày 20 tháng 6, làm dấy lên những cái suy đoán cho rằng nhiều tháng qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải ở trong bệnh viện nhiều hơn là ở bên ngoài. Trong khi đó, hai nhân vật tứ trụ khác đó là Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội
Trần Thành Mẫn chưa có cái lịch trình công du ngoại quốc, dù mới tại chức được hơn một tháng, vẫn liên quan tới chính trường Việt Nam. Một cái thông tin liên quan tới ông Trần Thành Mẫn, Chủ tịch Quốc hội. Theo đó, ông Trần Thành Mẫn đã tự khen mình rằng ông được sự đồng thuận và thống nhất rất cao của Ban Chấp hành Trung ương. Trong một cái phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ông Trần Thành Mẫn được truyền thông nhà nước dẫn lời ông ta khen cái quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội. Theo đó, ông Trần Thành Mẫn cho biết công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đã được thực hiện chặt chẽ, đạt được một sự đồng thuận thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội. Theo giới quan sát, đây là một kỳ họp đầu tiên mà ông Trần Thành Mẫn chủ trì sau khi được Đảng chỉ định ngồi vào ghế Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với tỷ lệ tuyệt đối 100%. Theo giới quan sát, trong hơn một tháng giữ vai trò người đứng đầu Quốc hội, ông Trần Thành Mẫn chưa chứng tỏ được cái dấu ấn cá nhân, nếu không muốn nói là ngoan ngoãn chấp hành tất cả các yêu cầu của Bộ Công an đưa ra, thông qua tất cả các cái luật do Bộ Công an soạn thảo. Đó là Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi, Luật An toàn giao thông, trong đó có những quy định được cho là rất bất hợp lý. Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam cũng phê duyệt một cái khoản yêu cầu chi thêm 1.000 tỷ đồng cho Bộ Công an xây dựng một cái sân bay quân sự tại Gia Bình, Bắc Ninh. Tuy nhiên, một cái điều đáng nói đó là các đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua một cách rầm rắp, không có bất kỳ ai dám chất vấn tại sao phải chi một cái khoản tiền tới 1.000 tỷ để làm sân bay quân sự riêng cho Bộ Công an tại tỉnh Bắc Ninh, một cái tỉnh có diện tích nhỏ nhất nhưng gần trung tâm thủ đô chỉ cách khoảng 40 cây số. Đó là lý do tại sao công luận đặt ra một cái câu hỏi lâu nay, muốn ghế tứ trụ thì ghế Chủ tịch Quốc hội và ghế Chủ tịch nước được coi là những ghế kém quyền lực hơn ghế Tổng Bí thư hay Thủ tướng. Vậy mà những mệnh lệnh của Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Trần Thành Mẫn thực hiện một cách rầm rắp, không có ý kiến phản biện. Đó cũng là một điều dễ hiểu tại sao nguyên thủ các quốc gia tới thăm Việt Nam thường sắp xếp một cái cuộc thăm chớp nhoáng đối với Chủ tịch Quốc hội một nước chủ nhà tức Việt Nam vào cái phần cuối lịch trình mà thôi. Cụ thể, chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin chỉ gặp ông Trần Thành Mẫn chủ yếu để bắt tay và chụp hình. Hay tháng 9 năm 2023 khi tới thăm Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden cũng chỉ đến bắt tay ông Vương Đình Huệ, trở lại một cái vấn đề mà công luận hết sức quan tâm trong những ngày vừa qua. Đó là Việt Nam Airlines quyết định sẽ chuẩn bị mua máy bay chở khách của Trung Quốc, khiến cho công luận hết sức lo lắng. Trong cái bối cảnh truyền thông quốc tế đưa tin Trung Quốc đang tích cực tiếp thị máy bay chở khách C919 của cái tập đoàn Comac và thị trường quốc tế, với kỳ vọng của Bắc Kinh sẽ cạnh tranh với những giá khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất máy bay như Boeing và Airbus. Tuy nhiên, Trung Quốc đang phải trải qua một cái bước được chứng nhận quốc tế, và điều đó khiến cho các hãng hàng không trên thế giới rất thận trọng. Vậy mà thưa quý vị, truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2024 đưa thông tin cho biết thiếu hụt máy bay chở khách, Việt Nam Airlines đã để mắt tới một cái dòng máy bay C919 của Trung Quốc. Bản tin cho hay trong cái cuộc họp thường niên diễn ra vào ngày 21 tháng 6 năm 2024, Tổng giám đốc Việt Nam Airlines ông Lê Hồng Hà cho biết hàng không quốc gia Việt Nam đang tìm các cái giải pháp để khắc phục một cái vấn đề thiếu hụt máy bay nghiêm trọng mà Việt Nam Airlines đang phải đối mặt. Trong đó, Việt Nam Airlines xét tới một cái phương án sẽ mua máy bay C-19 của Trung Quốc để thay thế. Và thưa quý vị, thông tin Việt Nam Airlines, hãng hàng không quốc gia Việt Nam xem xét sẽ sử dụng máy bay chở khách của Trung Quốc sản xuất đã khiến cho mạng xã hội người Việt nổi sóng.
đa số các ý kiến bày tỏ sự lo ngại và cho rằng đó là một chủ trương hết sức sai lầm, bởi vì máy bay chở khách liên quan tới tài sản và tính mạng của hành khách. Nhiều ý kiến thấy rằng hàng hóa Trung Quốc sản xuất phần lớn là không đảm bảo chất lượng, dùng một thời gian ngắn là lại vứt đi. Bài học xe máy Trung Quốc ngồi tàu trước đây đã để lại một cái nỗi ám ảnh không thể quên đối với người tiêu dùng Việt Nam. Theo đó, đồ gia dụng made in China nếu bị hỏng thì có thể vứt đi, chứ máy bay Trung Quốc mà trục trặc chắc hẳn hành khách sẽ bỏ mạng. Đó là chưa kể tới những thông tin của truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin cho biết máy bay nội địa đầu tiên C919 của Trung Quốc gặp sự cố động cơ khi bay thử nghiệm. Đó là một bản tin của tin tức vụ bản của Thông tấn xã Việt Nam ngày 12 tháng 2 năm 2023 dẫn thông tin từ Asia Times cho hay máy bay chở khách C919 của Trung Quốc tự phát triển đã gặp sự cố trong chuyến bay thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động thương mại chính thức dự kiến vào cuối tháng 2 năm 2023. Theo đó, đây là một loại máy bay chở khách thân hẹp, ký hiệu C919, được phát triển bởi một cái tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc, Comac, có trụ sở tại Thượng Hải, với một cái mục đích cuối cùng là cạnh tranh với máy bay Airbus A320 của Pháp và máy bay Boeing 737 của Hoa Kỳ. Theo đó, chuyến bay thử nghiệm của hãng hàng không China Airlines đối với máy bay C919 cất cánh tại sân bay quốc tế Hồng Kiều ở Thượng Hải lúc 9 giờ 45 phút sáng ngày 1 tháng 2 năm 2023 và dự định hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào khoảng giữa trưa cùng ngày. Tuy nhiên, một sự cố đã phát sinh do một cái động cơ của máy bay này trong chuyến bay thử nghiệm khi hạ cánh đã không mở được một cái bộ đảo ngược lực đẩy vốn được thiết kế để làm chậm máy bay trước khi hạ cánh và đã khiến cho hành trình của chuyến bay thử nghiệm dự kiến tới Hợp Phì đã phải hủy bỏ và máy bay C919 của Trung Quốc đã phải quay trở lại Thượng Hải. Sau đó, được biết cuộc điều tra ban đầu của giới chức an toàn ngành hàng không Trung Quốc đã đổ lỗi lấp liếm vì cho rằng đây là một sự cố do một số vấn đề ở các bộ phận sản xuất có nguồn gốc từ nước ngoài. Theo giới chuyên gia truyền thông, nhà nước Trung Quốc từng ca ngợi sự ra đời của máy bay C919 làm cái cột mốc quan trọng đối với ngành hàng không dân dụng của Trung Quốc. Trung Quốc khẳng định họ tự có khả năng chế tạo lắp ráp các cái máy bay chở khách với giá thấp hơn máy bay của phương Tây và có thể cạnh tranh với các cái máy bay của Boeing và Airbus. Nhưng rõ ràng sự cố máy bay C-99 trong chuyến bay thử nghiệm đã cho thấy trình độ công nghệ của Trung Quốc vẫn chưa đủ tầm. Theo đó, trên thực tế, tập đoàn Trung Quốc Comac chỉ phát triển chủ yếu cái lớp vỏ của máy bay có số hiệu C-919 dựa trên mẫu mã của Boeing 737, Mắc của Hoa Kỳ và Airbus A320 của Pháp, các cái chi tiết quan trọng nhất của tàu bay. Đó là động cơ phản lực, hệ thống điện tử hàng không và nhiều bộ phận khác hoàn toàn là của phương Tây sản xuất và chế tạo. Trung Quốc chỉ chịu trách nhiệm lắp ráp mà thôi. Và đó là lý do tại sao hàng không lớn nhất của Trung Quốc China Airlines mà làm cái hãng đầu tiên nhận loại máy bay chở khách C919 made in China lập tức phải loại bỏ các loại máy bay do Trung Quốc chế tạo để thay thế bằng máy bay Airbus 320 của Pháp. Trong khi đó, công luận ở Việt Nam cho rằng Trung Quốc là một ông trùm trong các vấn đề đưa nhận hối lộ cho các cái quan chức Việt Nam trong các cái hợp đồng kinh tế. Và bài học tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông làm cái ví dụ điển hình. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đình Doanh đã từng khẳng định với Đài Á Châu Tự Do rằng Trung Quốc sẵn sàng hối lộ từ 25-30% bằng tiền mặt cho các lãnh đạo của đối tác. Một cái câu hỏi công luận đặt ra đối với Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cũng như tập thể lãnh đạo Vietnam Airlines
kể cả Thủ tướng Phạm Minh Chính, có biết những cái vấn nạn vừa kể và chất lượng của máy bay Trung Quốc sản xuất hay không? Tại sao nhà nước Việt Nam, đặc biệt Thủ tướng Phạm Minh Chính, lại có những cái hành vi suy nghĩ liều lĩnh như vậy để lấy lòng Trung Quốc? Điều đó nó liên quan gì tới cái sự cạnh tranh trong cuộc đua của ông Phạm Minh Chính giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong việc giành chiếc ghế Tổng Bí thư của Đại hội 14 sắp tới hay không? Liên tục chương trình, chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái bài bình luận của giáo sư Sachari Amja từ Hoa Kỳ đã đưa ra các nhận định khẳng định công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thất bại hoàn toàn. Đáng chú ý, trong cái bài bình luận mới nhất với tựa đề Khất Giới Thích Minh Tuệ đã mang đến một cái sự tương phản đáng hổ thẹn cho giới chức lãnh đạo Việt Nam. Thưa quý vị, đây là bài phân tích theo chúng tôi là hay nhất trong thời gian gần đây. Nó không chỉ liên quan tới cái hiện tượng Thầy Thích Minh Tuệ mà tác giả Sachari Amja đã chỉ ra. Công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thất bại, mà theo tác giả 100% các lãnh đạo Việt Nam, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng, không tránh khỏi việc tham nhũng. Theo tác giả, mặc dù mang lại nhiều tổn thất cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không làm thuyên giảm một cái tình trạng tham hồ hối lộ tràn lan như hiện nay. Vào đầu tháng 6, chính quyền Việt Nam đã ép buộc một cái nhà sư theo trường phái Tù Phổ Hạnh, ông Thích Minh Tuệ, một cái người đã trở thành một cái hiện tượng trên mạng xã hội. Chính quyền Việt Nam đã bắt buộc ông ta phải từ bỏ cái hành trình khất thực theo dọc chiều dài của đất nước đã kéo dài trong hơn 7 năm. Nhà cầm quyền Việt Nam nhấn mạnh rằng nhà sư khất thực chân trần này, một cái người đã thu hút hàng triệu người theo dõi, đây là mối đe dọa đối với an toàn trật tự giao thông. Nhưng cái tội thực sự của ông Thích Minh Tuệ đó là làm cái lối sống khiêm nhường, giản dị và trái ngược hoàn toàn với các cái vụ bê bối tham nhũng làm rung chuyển chế độ Việt Nam gần đây. Theo tác giả Jatani Abuja, trong số các vụ tai tiếng này, phải nói tới một cái vụ tham mô tới 24 đô la tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, ba chủ nhân của ngân hàng này chính là bà chủ của tập đoàn Vạn Thịnh Pháp đã bị kết án tử hình. Trong khi đó, từ đầu đại hội 13 cho tới nay, 6 ủy viên Bộ Chính trị, 1/3 trong số ủy viên Bộ Chính trị đầu đại hội 13 đã buộc phải từ chức trong cái khoảng thời gian hơn 3 năm. Trong số này có 2 chủ tịch nước, 1 phó thủ tướng, 1 chủ tịch quốc hội và cũng người đứng đầu ban bí thư phụ trách việc điều hành công việc hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chưa hết, mới nhất, việc ông Đinh Tiến Dũng được cho thôi chức vụ bí thư Thành ủy Hà Nội cho thấy vị cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính này có khả năng trở thành ủy viên Bộ Chính trị phải rời khỏi chính trường. Thêm vào đó, đã trên 20 trong tổng số 180 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức được bầu vào đại hội 13 đã bị buộc bất chức, chưa kể tới các vị cựu bộ trưởng trước đây. Một cái điều chế trêu mà ai cũng nhận thấy đó là sau tất cả các cuộc thành lập và chấn áp, một người đàn ông xuất hiện ở cái vị trí chiến thắng cao nhất lại làm cái kẻ bị quay phim khi ông ta ăn một cái bữa biết tết rát vàng ở một cái nhà hàng ở thủ đô London với giá trị hàng nghìn đô la cho mỗi suất. Sau khi ông ta đã đặt vòng hoa ngưỡng mộ ông Các Bác, một ông thầy của chủ nghĩa cộng sản, theo tác giả Jachari Okuja, lẽ ra điều vừa kể nó có thể kết thúc sự nghiệp, nhưng đối với cựu bộ trưởng bộ công an Tô Lâm, một cách phòng thủ tốt nhất là chủ động tấn công các đối thủ, và ông Tô Lâm đã hạ bệ từng cái đối thủ của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Những cái điều vừa kể thể hiện một cái sự tham vọng cá nhân chưa từng thấy trong tiền lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, một cái hệ thống vốn tự hào về sức mạnh lãnh đạo tập thể. Nhưng ông Tô Lâm giờ đây chỉ là chủ tịch nước thì làm theo lệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một Tổng Bí thư đã ngoài 80 tuổi,
một cái người chưa phải nhận bất kỳ một cái trách nhiệm nào về một cái chiến dịch đã không tạo ra cái khủng hoảng về chính trị mà thôi, mà nó còn gây lo sợ cho các nhà đầu tư nước ngoài, mà điều đó còn khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam sa sút yếu hơn về mặt thể chế, cũng như họ mất đi một cái tính chính xác trong mắt công chúng Việt Nam. Theo tác giả, ông Nguyễn Phú Trọng đã đúng khi nhận định cho rằng tham nhũng đe dọa tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, và ông đã biến một chiến dịch đốt lò trở thành trọng tâm của nhiệm kỳ Tổng Bí thư 13 năm của ông. Tuy nhiên, tham nhũng ở Việt Nam lắm căng tĩnh, trầm kha và phổ biến. Nó đang trở nên tồi tệ hơn ở nhiều góc độ. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, tham nhũng có thể dự đoán được, nhưng với một số tiền cam kết đầu tư 36 tỷ đô la cho năm 2023 hay 11 tỷ đô la cho quý 1 năm 2024, thì người ta, tức các lãnh đạo Việt Nam, ai ai cũng nhầm nhầm muốn có phần, và tham nhũng đã đến từ mọi hướng ở tất cả các mọi các cấp độ. Nó không chỉ làm chất bôi trơn để thực hiện các cái giao dịch, mà bắt đầu trở nên hung hãn hơn. Và điều đó đã ngược lại kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Và thật khó có thể thấy các cái cuộc điều tra về các giới chức lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an đã có hiệu quả. Bằng nhiều hình thức, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một trò hề từ các cái cáo buộc tham nhũng xung quanh các lãnh đạo cấp cao của họ. Cho tới nay, 6 viên bộ chính trị đứng vào các tội danh tham nhũng nhưng đều được hạ cánh an toàn, cho phép được từ các giới chức cảnh cáo nhẹ và được giữ chức vụ, đặc quyền, đặc lợi, đặc biệt tài sản không bị thu hồi. Và một cái điều đáng nói đó là tất cả chưa ai bị điều tra về vấn đề hình sự, một vài người được phục hồi với một số hoạt động khiến công chúng gai mắt, đó là nguyên chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc thường xuyên tham gia các hoạt động cùng với các lãnh đạo trong đảng. Ông Phúc thường xuất hiện trong các hội nghị quan trọng hay viếng lăng ông Hồ Chí Minh. Xét ở góc độ chính trị, theo tác giả, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhả ra một thứ mà bây giờ ông ta đã mất quyền kiểm soát. Ông Nguyễn Phú Trọng phải đứng ngoài khi các chiến hữu của ông, trong đó có một ứng cử viên kế vị số 1 cho chức Tổng Bí thư là ông Vương Đình Huệ, cũng như các nhân vật khác lần lượt bị đốn hạ. Và chiến dịch đốt lò chống tham nhũng cũng mang đến những thiệt hại lâu dài cho hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ trong mắt quốc tế mà trong mắt công chúng. Và chiến dịch này đã phơi bày một cái sự thật không lấy gì làm vui vẻ, đó là không chỉ một hay hai con sâu trong đảng như ông Trương Tấn Sang nói trước đây, mà trong giới lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam hiện nay, 100% tất tất đều dính dáng đến tham nhũng. Một cái sự thật về các cái lãnh đạo cấp cao lần lượt ra đi đã được phơi bày trước mắt công chúng. Những cái nhà lãnh đạo này đều đã được kiểm tra, đánh giá trong quá trình thăng tiến và được ông Nguyễn Phú Trọng tuyển lựa. Mỗi người trong số họ đã trở nên giàu có nhờ có tiền lãi quả, mà một cái khả năng họ có quyền trong việc quản lý đất đai hay các cái cổ phần của các cái doanh nghiệp và được chia cho gia đình, bạn bè của họ nắm giữ. Trong khi ông Trọng tin tưởng rằng tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam đến từ các nỗ lực chống tham nhũng, thì trên thực tế chính chính danh lại chủ yếu đến từ việc thực hiện công việc. Theo giới phân tích, việc hành trình các nhà kỹ trị có kinh nghiệm, việc bổ sung thêm các thành viên bộ chính trị mới với một số nhân sự mất cân đối, đã mất 7 trong số 18 viên bộ chính trị từ Bộ Công an vốn có một cái định hướng kiểm soát cũng như một cái sự thiếu kinh nghiệm về mặt quản lý kinh tế nói chung đều không làm cho ông Nguyễn Phú Trọng quan tâm. Đang có một sự thiếu vắng về một cái đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn kinh tế một cách đáng sợ trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là tình trạng sẽ khiến cho kinh tế Việt Nam sẽ tồi tệ hơn khi ông Đinh Tiến Dũng, một cái người được cho là có năng lực lãnh đạo kinh tế hay
Ủy viên Bộ Chính trị mới được bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng vốn là một nhà quản lý kinh tế có kinh nghiệm nhưng đã phải phụ trách công tác tổ chức nhân sự, và ông Lê Minh Hưng sẽ phải vất vả và bận rộn với những công việc quan trọng này từ nay tới Đại hội 14. Trong khi đó, các cái cuộc điều tra chống tham nhũng đã dẫn đến một cái tình trạng ngừng trệ các cái hoạt động chi tiêu cho cơ sở hạ tầng cần thiết, đó là các cái nguồn vốn đầu tư công không được triển khai với lý do các cái quan chức nhà nước Việt Nam ở cấp trung họ sợ bị điều tra. Mặc dù Việt Nam vẫn được đánh giá là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP đáng ghen tị và chính phủ Việt Nam đang trong năm thứ hai liên tiếp không đạt được các chỉ tiêu kinh tế do họ đề ra, trong khi đó các đối thủ trong các quốc gia khu vực đang dần dần trở nên hấp dẫn hơn Việt Nam. Những cái xáo trộn trong bộ máy lãnh đạo cấp cao Việt Nam vừa qua đã tàn phá một cách hoàn toàn lợi thế cũng như sự ổn định và có thể được dự đoán về tương lai chính trị vốn làm cái điểm hấp dẫn của Việt Nam đối với các cái nhà đầu tư nước ngoài. Theo giới phân tích, nhắm vào mục tiêu các cái nhóm nhỏ, các nhà lãnh đạo sẽ không làm thay đổi bản chất con người, và tham nhũng ở Việt Nam đây là căn bệnh trầm kha phổ biến vì mức lương nhà nước quá thấp, quyền sở hữu bất động sản không rõ ràng và đảm bảo, thái độ thao túng khai thác vơ vét và đảng cầm quyền tự cho mình một cái quyền đứng trên hiến pháp và pháp luật, trong khi họ không cho phép tự do báo chí và lực lượng xã hội dân sự mạnh, và chính phủ Việt Nam luôn luôn tỏ ra hết sức vô trách nhiệm. Đáng chú ý, trong bài viết của Zachary có nhắc tới trường hợp của nhà báo Huy Đức và cho rằng lãnh đạo Việt Nam đã bắt đầu Huy Đức một cái người dám nói lên sự thật, mà theo tác giả trường hợp bắt giữ Trương Huy Sàn đã củng cố luận điệu vừa kể. Được biết nhiều hơn với cuộc tranh Huy Đức, nhà báo độc lập có cái tầm ảnh hưởng đã bị bắt vào đầu tháng 6 năm 2024, mặc dù đã được tiền lượng trước, nhưng việc bắt giữ ông Huy Đức vẫn không gây ít ngạc nhiên, bởi vì ông Huy Đức là cái nhân vật có quan hệ gần gũi với các cái lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và những cái công kích gần đây của ông Huy Đức đối với ông Tô Lâm và ông Nguyễn Phú Trọng có thể là những cái giọt nước tràn ly. Theo tác giả, ông Huy Đức đã đăng một status với tựa đề một đất nước không thể phát triển trên sự sợ hãi. Bài báo của Huy Đức đã phê phán việc vũ khí hóa các cái cuộc điều tra chống tham nhũng để đưa ông Tô Lâm lên vị trí chủ tịch nước, đồng thời trở thành một ứng viên hàng đầu cho chức ghế tổng bí thư tiếp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng như việc bổ nhiệm ông Lương Tam Quang, một cái đệ tử của ông Tô Lâm làm bộ trưởng bộ công an, trong khi ông Lương Tam Quang không có đầy đủ điều kiện làm viên bộ chính trị, cũng báo hiệu rằng các cái cuộc điều tra chống tham nhũng sẽ tiếp tục để nhằm vào các đối thủ chính trị. Và hai ngày sau đó, ông Huy Đức lại chỉ trích cuộc chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không hiệu quả và phản tác dụng. Đó là lý do Huy Đức đã bị truy tố với cái tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ và xâm phạm lợi ích của nhà nước theo điều 331. Và Huy Đức đã tới một sự thật, đó là không có các cái cải cách về mặt pháp luật hay thể chế, cũng như không cho tự do báo chí thì chiến dịch chống tham nhũng không thể nào thành công. Trong khi đó, theo tác giả, trái ngược với việc củng cố đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã có phần phi chính danh hóa nó, hơi bày một cái sự tối nữa trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đã làm chậm sự tăng trưởng kinh tế của nước này. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng là người chủ trương bóp nghẹt xã hội dân sự, hệ thống báo chí độc lập, đó là những cái lực lượng cố gắng buộc giới lãnh đạo đảng phải chịu trách nhiệm giải trình, trong khi ông Trọng đã đổ lỗi tất cả cho mọi người trừ bản thân ông ta. Trong khi tiếp tục định hình Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng cố gắng nắm một cái quyền lực trong việc tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.
Đáng chú ý khi kêu gọi những cái người khác phải chịu trách nhiệm đối với những cái tổn hại do họ gây ra cho đảng, thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng quyền áp dụng cái chuẩn mực đối với cá nhân ông ta. Thay vì thực hiện các cái cải cách về mặt thể chế, ông Trọng lại nhắm mục tiêu vào một cái nhân vật được công chúng Việt Nam hết sức quan tâm. Đó là một cái nhà sư khổ hạnh, có tên Thích Minh Tuệ, một cái người đã được công chúng đông đảo ở Việt Nam dõi theo và hâm mộ, chỉ đơn giản bằng cách đó là một hình ảnh hoàn toàn tương phản với giới chức lãnh đạo cấp cao của quốc gia, những cái người bất chấp tinh thần xã hội chủ nghĩa mà họ từng cam kết với nhân dân. Họ đã tỏ ra không còn gắn kết với những cái giá trị và trở nên xa lầy trong các cái bề bối tham nhũng. Và thưa quý vị, liên quan tới cái việc ông Đinh Tiến Dũng bị mất chức cũng tương tự như các cái trường hợp ủy viên Bộ Chính trị mất chức trước đó, thông báo của Ban Chấp hành Trung ương không nêu ra những cái lỗi vi phạm cụ thể. Và trường hợp của ông Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ hay bà Trương Thị Mai, việc không đưa ra các sai phạm ở đâu, thời điểm nào, đó là cách ban lãnh đạo Việt Nam tránh né để cho các lãnh đạo cấp cao chỉ chịu xử lý về mặt đảng, còn về xử lý hình sự thì họ sẽ thoát tội. Và điều đó là sẽ khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam rơi vào cái tình thế lưỡng nan về câu chuyện đã là lãnh đạo cấp cao, đặc biệt đã ngồi ghế tứ trụ thì chắc chắn không bị xử lý. Do đó, chủ trương vừa kể ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cách đánh giá xử lý của Đảng nhằm giúp cho các quan chức lãnh đạo cấp cao họ có thể hạ cánh an toàn, hay như lời ông Nguyễn Phú Trọng nói mình toẹt, đó là giúp cho đồng chí của mình rút lui trong danh dự. Trước ông Đinh Tiến Dũng cũng đã có 6 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 xin thôi chức theo cách vừa kể, đó là bà Trương Thị Mai, ông Vương Đình Huệ, ông Võ Văn Thường, ông Trần Tuấn Anh, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh. Sau khi được cho thôi chức thì tất cả những cái người vừa kể không còn bị xử lý thêm, chẳng hạn xử lý về mặt hành chính, thu hồi tài sản hay xử lý hình sự. Với sự ra đi của ông Đinh Tiến Dũng, Bộ Chính trị hiện nay số ủy viên chỉ còn 15, trong khi người ta mới bầu bổ sung 4 người để bù đắp trong số lượng hao hụt. Những điều vừa kể cho thấy công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam hiện nay không còn là chống tham nhũng nữa. Sự ra đi của ông Đinh Tiến Dũng, trong khi các nhân vật lãnh đạo về kinh tế liên tiếp phải ra đi, vài đáng kể những nhân vật được cho là kỹ trị nhiều Phạm Bình Minh cũng bị loại bỏ, làm cái điều rất đáng tiếc. Thay vào đó là những cái nhà lý luận, các cái cán bộ đảng hay tướng lĩnh công an quân đội. Đây là một cái điều không hề có lợi cho Việt Nam trong cái bối cảnh kinh tế đang đối mặt với nhiều thách thức, cũng như có nhiều cơ hội cần nhận diện để Việt Nam tận dụng. Theo đó, khái niệm đốt lò hay chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nay không đúng như tên gọi và mục đích ban đầu. Nó đã được ông Trọng và ban lãnh đạo Việt Nam nhiều tù lần sử dụng vào cái mục đích cạnh tranh quyền lực. Và trước Đại hội 14, nhiều ý kiến thấy rằng chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng đưa các phe nhóm trong đảng tận dụng để phục vụ lợi ích cho cá nhân cũng như phe nhóm. Trong bối cảnh công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội 14 đang bước vào một giai đoạn rất quyết liệt. Đó là lý do tại sao giáo sư Zachary Abuja khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay được họ sử dụng vào cái mục đích triệt hạ các đối thủ chính trị của họ mà thôi. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của Can TV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Một lần nữa xin lưu ý quý vị, những ai chưa đăng ký các cái kênh dự phòng của KTV, kính mời quý vị hãy đăng ký bằng cách bấm vào logo trên trang chủ của hai kênh Việt Thành KTV 3 và KTV 5, sẽ dẫn quý vị tới
một cái trang dự phòng. Sau đó quý vị hãy bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các cái thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.